Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh Phụ Tùng Ô tô Nhật Đức nhá. Hôm nay thì mình lại review tận cảnh cho các bạn xem cái tay gương bên phụ của Hyundai HD. Cái này thì ngày xưa mình đã làm cái video cách đây tầm khoảng 3 đến 4 năm trước rồi. Và thậm chí là mình đã có rất là nhiều những cái video lắp trực tiếp cho anh em xe. Từ anh em xe Hyundai HD 65, 72, 88, 99, rồi thậm chí là một số dòng Lưu Mighty 110S, 120SL, XL, rồi thậm chí là L25SL đều đắp chung cái dòng tay gương hai dòng này. Tại sao gọi là hai dòng thì đầu tiên xin thưa các bạn là cái tay gương này là tay gương nguyên bản nhập khẩu bên Hàn Quốc về từ nhà máy Hyundai Mobis, và nó sẽ lắp ráp cho cái đầu xe nhập. Rồi về Việt Nam mình thì toàn bộ tay gương hiện tại đang lắp ở cánh cửa thì rất là khuất, một số những bác tài rất là khuất vì do quá trình về Việt Nam mình thùng bệ được cơi lưới rất là to, thì trong đấy thì tất nhiên là nó sẽ bị khuất tầm nhìn. Thì anh em muốn đưa cái gương về đằng trước xe, và thứ hai là cứ trời mưa thì các bạn đưa đằng trước nhìn nó dễ hơn. Thì đây là tay gương nguyên bản các bạn nhé, hàng xịn sò. Mỗi một cái thì nó sẽ đóng trong một túi ni lông nhà các bạn này. Đây, mỗi cái nó sẽ đóng trong túi ni lông như này. Ở đây là mình sẽ bóc ra đây, tay Mobis này các bạn nhé, Mobis xịn 100% luôn. Cái này thì mình đã bóc ra đây rồi. Cái này bên phụ của nó sẽ có mã như này các bạn này. Đây, mã của nó đây, 87639 5H1110. Đây là bên phụ nha các bạn nhé. Đấy, bên phụ nó sẽ gồm như này. Đấy, đây là gọi là tay gương hai dòng. Các bạn mua các bạn lưu ý cho mình gọi tay gương hai dòng, và đặc biệt các bạn đừng có nhầm sang tay gương của Cauti nhé. Có một số anh em đợt cháy hàng, anh em cứ bảo là mua Cauti lắp vừa nhưng không vừa các bạn ạ. Nó khác hoàn toàn chân. Chân này là của Hyundai HD thì nó sẽ có hoàn toàn các bạn nhá. Nó bao gồm ba lỗ ốc các bạn này. Đây, xịn sò dập toàn bộ cái mã vạch của nó bên trong đây. Xịn sò 100% luôn các bạn nhá. Đây, mặt bên trong của nó cũng xịn sò luôn. Cầm rất là nặng luôn các bạn. Nó không nhẹ nhàng như mấy cái hàng fake đâu. Cầm rất là nặng luôn, và nó có cả dây sấy điện này các bạn này. Tại sao nó có dây sấy điện này? Vì cái hàng xịn nhập khẩu của nó ấy, vì bên Hàn Quốc cũng như là bên châu Âu người ta có rất là nhiều sương mù. Thành ra bắt buộc nó phải sản xuất ra cái dây sấy để cho cái quá trình sấy gương. Về Việt Nam anh em có thể dùng cái dây sấy này đấu cũng được, vì một số dòng xe Việt Nam mình đã đỗ hết lên nguyên bản của tay rồi. Đó các bạn nhá, đây là hai dòng. Tại sao gọi là tay gương hai dòng? Các bạn nhìn này, 1, 2, 1, 2. Các bạn khi mua thì các bạn nhớ đọc tay gương hai dòng với một dòng, vì nó có hai đời, một dòng cũng đắp vừa và hai dòng cũng đắp vừa, nhưng vấn đề là cái độ dài ngắn nó sẽ khác nhau. Thì khi anh em lưu ý là anh em mua, anh em nhớ nói cho mình là một dòng hay hai dòng, và lắp cho xe nào thì để mình tư vấn cho nó chuẩn. Thì có những xe thì không cần thiết phải lên hai dòng vì nó vương víu, nhưng có những xe người ta chỉ cần lên đằng trước đầu xe thôi. Đấy các bạn nhé, các bạn lưu ý cho mình. Đó, và hôm nay thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái hàng xịn sò thôi. Đây là xịn sò 100% Mobis. Khi mua con này thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn nhớ là phải mua thêm cái phụ kiện này nữa. Nó sẽ bao gồm là phụ kiện một cái ốp nhựa để ốp vào đây. Đấy các bạn này. Các bạn mua thì các bạn nhớ nói cho người bán hàng ấy là cái công bán tay gương đã bao gồm cái phụ kiện ốp nhựa vào chân gương chưa, hay là người ta chỉ báo giá cái tay gương không thôi. Vì bản thân cái nhập cái tay gương về thì là nó trong túi như này, linh kiện như này các bạn nhá, trong túi như này nó không hề có phụ kiện là cái chân nhựa ở bên ngoài. Thì cái chân nhựa là nhập mã ngoài, thì các bạn lưu ý là các bạn khi mua các bạn phải báo với người ta bán hàng ấy, báo với những ông bán hàng hoặc là gara các bạn đặt người ta cũng được, thì các bạn báo với người ta là phải bán cho tôi cái tay gương mà bao gồm có cái ốp nhựa chân gương để ốp được vào đây. Thì khi các bạn bắt lên xe thì các bạn sẽ che cái phần ba con ốc này đi thì nó mới đẹp. Chứ còn nếu các bạn mà mua cái tay không này về đến lúc bắt nó chơi nó trọi ra thì kia, thì nhìn mấy ngày nó gì hết cái chân gương mà thứ hai nhìn nó xấu. Các bạn lưu ý nhá, khi mua cái tay gương xong hỏi người ta là anh ơi bán xem cái tay gương chẳng hạn, bao gồm kèm với cái ốp chân gương luôn là cái này đấy, và bao gồm các bạn nếu nhớ mua thêm một cái gương tròn nữa. Còn nếu các bạn có gương tròn rồi thì thôi, còn không thì các bạn sẽ phải mua thêm cái gương tròn đắp vào kia, còn cái gương chính các bạn đưa sang đấy các bạn nhá. Đấy là hôm nay mình chia sẻ cho các bạn toàn bộ cái kinh nghiệm mà các bạn mua cái tay gương không. Nhiều khi ấy, nhiều nơi người ta sẽ báo cái giá là cái tay gương không, không bao gồm cái phụ kiện này, nó không bao gồm gương tròn thì nó sẽ giá khác, và các bạn mua một mình cái tay gương này thì giá khác. Đấy vì cũng không thể xách người ta bán hàng được. Ví dụ như mình bán hàng thì người ta sẽ hỏi là bán cho tôi cái tay gương hai dòng. Cái tay gương hai dòng thì mình nói anh em biết là tay gương hai dòng thì có thể là người ta mua xe nhập thì người ta sẽ tận dụng lại những cái này của xe nhập cũ, người ta đưa sang, người ta gương tròn đưa sang, không cần mua ốp về nữa thì ok. Đấy, còn nếu anh em mua HD thì anh em phải mua cái này và mua thêm cái gương tròn nữa. Thì hôm nay thì mình quay và mình nói lại cho các bạn biết để các bạn mua không bị đại khái như là mất công các bạn mất tiền ship làm 2-3 lần, cộng với thứ hai là các bạn không bị đại khái như là bị ngỡ ngàng bởi khi mua cái tay gương, bởi vì cái phụ kiện nó phải bắt buộc phải đi kèm mà các bạn không biết các bạn không mua. Đấy các bạn nhá, đấy, hôm nay thì mình đã chia sẻ các bạn rồi. Cái tay gương này thì xịn sò rồi, các bạn khỏi được phải nói nhiều. Còn hàng fake thì nó có nhưng mình không nhập, fake thì nó có nhưng mình không nhập các bạn nhá. Đây là xịn 100% rồi, chính hãng Mobis rồi thì không còn gì để chê nữa rồi, chẳng qua quay lại cho các bạn thôi. Thì mình đã lắp rất là nhiều rồi. Đấy, có gì anh em ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Thank you anh em rất nhiều, anh em nhớ vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức nhá. Đấy, để mua đúng cái sản phẩm mà mình đã giới thiệu đến các bạn. Các bạn nhìn này, phụ tùng ô tô Nhật Đức này, phụ tùng ô tô Nhật Đức đây các bạn nhá. Đây các bạn nhớ vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức, có cái mũi tên đây và có cái biển phụ tùng ô tô Nhật Đức hai bên. Đấy, bên cạnh là không phải nhà mình nhá các bạn nhá, các bạn lưu ý là bên cạnh không phải nhà mình, các bạn vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn.
Anh em đến đây thì nhớ điện thoại cho mình để cho đỡ nhầm cửa hàng, và thứ hai là các bạn đỡ đi quá cửa hàng. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn sản phẩm tiếp theo.